Cái giá của ngạo mạn. Một buổi sáng nọ, trên cánh đồng rau cải, nơi các luống rau được xếp thành hàng thẳng, khi đó các cây cải vẫn còn đang ngủ say sưa. Phía xa mặt trời dần lên qua khóm tre, tiếng chim sâu hót ríu rít, hót vang làm rộn cả một góc. Từ khóm tre, chú chim sâu bay ra từ vườn cải. Chú chim sâu bay nhảy từ cây cải này sang cây cải khác, hót ríu rít. Nghe tiếng chim hót, các cây cải thức dậy vươn vai. Chim sâu uống giọt nước đọng lại trên cây cải gầy một cách thích thú. Cậu giỏi thật đấy, sáng nào cũng dậy đúng giờ, lại còn chăm chỉ và tốt bụng tới đây gọi mọi người dậy nữa chứ. Có gì đâu, cậu tập cho mình thói quen dậy sớm thì cũng như tới bây giờ thôi. Dậy sớm rất tốt cho sức khỏe đấy cải gầy ạ. Từ mai tới cũng sẽ dậy sớm để luôn được khỏe mạnh và yêu đời như cậu. Cả khu vườn này bọn tớ phải cảm ơn cậu rất nhiều đấy. Nếu không có cậu, mọi người sẽ không biết đường mà dậy sớm đâu. Tớ sang gọi cải béo ngủ nướng đây. Cậu ấy chuyên môn ngủ nướng và dậy muộn nhất khu vườn này mà. Đúng rồi, cậu mau gọi cải béo dậy đi. Bọn tớ cũng hay khuyên bảo cậu ấy, nhưng cậu ấy có nghe đâu, lúc nào cũng ngủ đến tận trưa mới dậy. Được rồi, tớ đi đây. Hẹn gặp lại cậu sau nha. Nhớ ngủ sớm đó. Sáng mai tớ sẽ lại đến sớm gọi các cậu dậy. Chạy đi cải béo ơi, ngủ nhiều mệt người lắm cải béo à. Bỏ mặc lời gọi và khuyên bảo của chim sâu, cải béo nhăn mặt khó chịu. Nó mở mắt ra một chút, nhưng rồi lại chúi đầu xuống ngủ tiếp. Dậy đi, đừng ngủ nướng nữa, trời đã muộn lắm rồi cải béo ơi. Nhưng cải béo vẫn tiếp tục ngủ. Chim sâu thấy vậy liền bay lại mổ vào đầu cải béo để cải béo có thể tỉnh dậy. Và đúng vậy, cải béo đau đớn liền thức dậy ngay lập tức với vẻ cáu gắt. Làm cái gì vậy hả? Đội chim xấu xa, biến ngay ra khỏi đầu tôi. Tại sao cậu lại bổ vào đầu tôi trong lúc tôi đang ngủ như vậy hả? Cậu muốn làm tôi bị thương sao? Cậu thật là xấu bụng mà. Thấy cách gọi của mình có hiệu quả vì đã gọi được cải béo dậy, chim sâu liền nhoẻn miệng cười. Cậu dậy rồi đấy à, ai bảo tớ gọi mãi mà cậu không dậy chứ. Cậu dậy ngay từ đầu, có phải tớ đã phải mổ đầu cậu không hả? Thôi, cậu dậy rồi thì tớ đi đây. Từ mai dậy sớm vào cải béo nhé, ngủ nhiều không tốt đâu. Còn chim đáng ghét, hôm nào phải dạy cho nó một bài học mới được. Nó dám bổ vào đầu mình ư, bực mình đấy. Ngày nào cũng bị nó làm phiền, gọi dậy như thế này là mình chẳng được ngủ nướng gì hết. Có cách gì để cho nó chừa cái thói làm phiền người khác đi không ta? Chim sâu bực bội, khoanh tay hậm hực. Nó đang cố nghĩ cho bằng được cách nào đó để có thể trừng phạt con chim kia. Bỗng mắt nó sáng rực lên, như thể nghĩ ra được cách gì hay ho lắm. Cải béo nhìn thấy một vũng nước sâu ngay dưới rãnh bên cạnh. Cải béo khẽ nhếch mép cười tinh quái, bởi nó nghĩ ra được cách có thể trừng trị con chim sâu. Nó chắc hẳn chim sâu sẽ phải sợ hãi lắm. Điều đó làm cho cải béo rất thích chí. Sáng sớm hôm sau, chim sâu lại bay đến vườn cải và thực hiện nhiệm vụ thường ngày của mình. Chim sâu bay tới đậu bên cây cải gầy, hót ríu rít gọi mọi người dậy. Dậy thôi mọi người ơi, sáng rồi. Chúng ta cần phải dậy sớm để đón ánh bình minh và rèn luyện sức khỏe tốt nào. Mọi người cùng tỉnh dậy thôi, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Mọi người nghe tiếng gọi của chim sâu thì nhanh chóng thức dậy vươn vai. Chỉ riêng cải béo là vẫn ngủ. Hai tay phía dưới của nó chìa ra, chim sâu bay tới đậu lại tay của cải béo. Vậy thôi cải béo ơi, sáng rồi, cậu phải dậy tập thể dục đi thôi nào. Hôm nào cậu cũng dậy muộn như thế này à, không hề tốt cho sức khỏe đâu. Cải béo mặt nham hiểm, mắt tì hí, rồi nhắm lại vờ như đang ngủ để cho chim sâu phải ghé sát mặt vào gọi cải béo. Chim sâu nào có biết kế hoạch trả thù của cải béo thâm độc thế nào. Bởi vậy, chim sâu vẫn hồn nhiên dí sát lại mặt cải béo mà gọi. Cải béo ơi, cải béo, cậu mau thức dậy đi, đã muộn lắm rồi đó. Tên chim sâu khốn kiếp kia còn muốn làm phiền ta nữa không? Ta cho người biết thế nào là làm phiền kẻ khác nè. Bị rơi vào vũng nước, chim sâu đập mạnh cánh trong vũng, cố thoát ra. Nhưng càng đập càng chìm, nước bắn ra tung tóe. À, cứu tâm ơi, tao không biết bơi, cứu tâm.
cây cải xung quanh đứng khá xa vũng nước nên không thể lại gần, cũng không thể kéo chim sâu lên được. Chỉ có cải béo là gần nhất với vũng nước đó thôi. Bởi vậy, cải gầy lo lắng giục cải béo. Kìa, kéo chim sâu lên cải béo, cậu ấy không biết bơi đâu. Cậu làm thế là hơi quá đáng rồi đó. Dù sao cậu chim sâu, cậu ấy cũng phải tốt mà. Không, hôm nào tôi phải cho tên chim sâu này một bài học. Sáng nào nó cũng tới làm việc, gọi tôi dậy sớm, làm tôi ngủ không yên, tôi rất là bực mình. Tên chim sâu, từ nay còn làm phiền tôi nữa không? Không được tới gọi tôi dậy nữa nghe chưa? Tôi thức dậy lúc nào là quyền của tôi chứ. Đó chỉ muốn cậu dậy sớm thì sẽ tốt cho sức khỏe. Tớ có ý tốt mà, chứ đâu có ý đồ gì xấu với cậu đâu. Sao cậu lại làm vậy với tớ chứ? Đúng đó, kéo cậu ấy lên đi. Cậu ấy chỉ có ý tốt, gọi mọi người dậy vào buổi sáng thôi. Cải béo à, cậu kéo cậu ấy lên đi. Cậu đừng có xấu bụng như vậy nữa, cải béo à. Không, nếu cậu ta không hứa từ giờ sẽ không làm phiền tôi nữa, thì tôi sẽ không bao giờ kéo cậu ta lên. Kéo cậu ấy lên, không cậu ấy ngạt thở bây giờ. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá à. Cậu ấy sắp chết ngạt rồi kìa. Cải béo, cậu không thể đối xử với cậu ấy như vậy được. Cải béo thấy chim sâu yếu ớt, mới đưa tay xuống kéo lên. Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tớ không sao, tớ chỉ hơi mệt một chút thôi. Cải béo, cậu thật quá đáng. Chim sâu có đối xử tệ với cậu đâu, mà cậu làm như vậy với cậu ấy chứ. Chả có gì quá đáng cả, như thế còn nhẹ đấy. Tớ cảnh báo cậu, từ giờ đừng có làm phiền tớ nữa, nghe chưa? Nếu cậu còn đến gọi tớ và làm phiền tớ như mọi lần, nhất định tớ sẽ có đòn trả thù khác nặng hơn dành cho cậu. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, cả vườn rau từ từ tỉnh giấc, nhưng không còn tiếng chim nữa. Chú chim sâu đã không còn ghé qua khu vườn này. Bởi vậy mà cải béo có thể ngủ ngon lành mà không còn sợ bị ai làm phiền. Nó cảm thấy khoan khoái và thấy đây mới chính là cuộc sống mà nó hằng mong ước. Nè cải béo, dậy đi chứ, gần trưa rồi đấy. Cậu ngủ nhiều thế này rồi lại béo ú lên cho mà coi. Hả? Gần trưa rồi cơ à? Đúng là không có cái con chim đáng ghét ấy, ngủ nướng thoải mái làm sao. Thật là thích quá đi. Anh cứ ngủ nướng thế kia không tốt đâu. Lá của anh sắp vàng ra rồi đó. Dậy sớm mà đón bình minh, chúng ta mới khỏe mạnh được. Ôi trời ơi, tôi chẳng hơi đâu mà lo xa như thế. Kể cả tôi có ngủ nướng đến tận trưa, nhưng tôi vẫn cảm thấy sức khỏe của tôi vẫn còn dẻo dai lắm. Nhiều ngày sau, khi chú chim sâu không còn ghé qua khu vườn nữa, thì đó chính là cơ hội dành cho những con sâu chuyên đục khoét những cây cải. Dưới đất, những tên sâu bỗng bò ra từ đám cỏ dại, nhìn lên mấy cây cải với vẻ thích thú. Dạo này không thấy mấy con chim sâu đâu nữa. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Chén thôi anh em, cứ nhặt cây nào to mập nhất mà gặm nhắm thôi. Rút ra, tránh ra đi. Đau, đau quá à. Cứu tôi với, ai cứu tôi với. Chim sâu ơi, cậu đâu rồi? Đến cứu bọn tớ đi. Tớ đã biết lỗi của tớ rồi. Tớ biết cậu rất quan trọng với khu vườn này như thế nào rồi. Chim sâu ơi, mày có im ngay không hả? Chết đến nơi rồi mà khóc lóc cái nỗi gì chứ. Chim sâu ơi, chim sâu, cứu chúng tớ với. Lũ sâu sẽ ăn sạch chúng tớ mất thôi. Cứu chúng tớ với. Nghe những tiếng kêu thảm thiết của vườn cải, mấy tên sâu càng ăn nhanh và ăn mạnh hơn với vẻ khoái trí. Chim sâu ơi, cậu ở đâu? Mau đến cứu chúng tớ với. Bỗng tiếng chim sâu ríu rít vang lên. Chim sâu bay lại trên đầu của cải gầy. Chỉ một loáng, cả khu vườn đã không còn con sâu nào. Các cây cải nhìn chim sâu đầy vẻ biết ơn, đặc biệt là cải béo. Nó rất hối hận vì hành động trước đó của mình. Tớ xin lỗi chim sâu, tớ đã không biết lâu nay cậu luôn làm những điều tốt đẹp cho chúng tớ. Cậu bỏ qua cho tớ nha. Vậy thì từ nay cậu cũng đừng lười biếng dậy muộn nữa nha. Phải dậy sớm đón ánh bình minh, các cậu mới xanh tốt khỏe mạnh được. Chúng tớ biết rồi. Cảm ơn chim sâu nhiều lắm.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.